Tuấn Nung xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Trong ngày hôm nay thì Tuấn cũng bận cái công việc cùng bạn Thuận Tay với lại anh em thợ lên để tính toán cái diện tích nền lát gạch với lại sơn nhà bà Inh để thanh toán cái nhân công cho các anh em đó. Và đến buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tuấn Nung có một cái cuộc đến thăm một hoàn cảnh của hai cháu sinh đôi mồ côi, người mẹ rất là trẻ, sau bị trầm cảm sau sinh là người mẹ đã thắt cổ tự vẫn quên sinh, để lại hai cháu mới được hơn một tháng tuổi đấy các bạn ơi. Và trong chiều tối ngày hôm nay thì Tuấn Nung sẽ đồng hành cùng với lại em An. Thì Tuấn Nung cũng đã nghe đến hoàn cảnh và được thấy em An chia sẻ ở trên Facebook của em, thì anh muốn hỏi rõ là về hoàn cảnh của hai cháu như thế nào, em có thể nói qua không? Hai cháu thì ở thôn Bản Luốc, xã Bản Luốc. Mẹ các cháu là sinh năm 2005. 2005, tức là năm nay mới có 18 tuổi đó. Quê ở Bắc Mê. Sau khi thì là cũng là hoàn cảnh nên là sau khi sinh các cháu ra thì bị trầm cảm, cho nên là được các cháu được hơn 3 tháng thì mẹ cháu thắt cổ chết. Hơn 3 tháng. Thắt cổ cách nhà hơn 100 mét. Hơn 100 mét. Để lại hai bé Tú Tài này là được là con trai hết. Hai bé trai. Thế còn đối với lại hoàn cảnh gia đình thì bố bé thì bây giờ hiện tại đang làm những cái công việc gì? Bố bé thì chỉ là đi làm công nhân thôi. Nhưng mà thời gian này thì ở nhà để chăm sóc hai cháu. Anh nghe nói là đối với nhà cửa thì cũng được xã hỗ trợ làm nhà. Đúng rồi, ở nhà thì được xã hỗ trợ 20 triệu cái tiền di rời xuống đường ấy. Tức là tiền hạ sơn đấy. Đúng rồi, tiền hạ sơn. Nên là bảo là em cũng hỏi qua hoàn cảnh thì bảo là khi mà làm nhà đấy là cũng phải vay mượn nợ nần rất là nhiều, cho nên là nói chung là xong rồi mẹ bé lại còn ít tuổi nữa, xong lại xa nhà, nên đẻ con xong thì nói chung là chắc là vì nhiều lý do. Trầm cảm sau sinh với lại là do cái áp lực cuộc sống. Đúng rồi. Do vậy mà mẹ của hai nhóc Tú Tài mới được 3 tháng tuổi là quên sinh. Đó, thì hôm nọ thì Tuấn Nung cũng nghe thấy em An đã chia sẻ ở trên Facebook của em ấy. Và trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay, tại vì là em làm công việc là cầm đầu thiên hạ, tức là cắt tóc các bạn ạ, đó, làm đẹp cho mọi người. Do vậy là cái thời gian sáng đến chiều là em rất là đông khách. Chính vì vậy mà chiều tối thì hai anh em mới có thể di chuyển được. Và hôm nay thì khi ra ngoài đó thì em sẽ có món quà gì để dành tặng cho các hai cháu nhỏ ngoài đó. Cái này là trước sữa đúng không? Hôm trước là em có đăng lên Facebook và được các mạnh thường quân rồi thì các tổ chức ở dưới kia biết đến, cho nên là có hôm trước là em sữa hả? Hôm nay thì là có công ty dược phẩm Nakasa Á Châu có gửi cho các cháu sữa, nên là hôm nay em lại mang ra cho các cháu 12 hộp sữa của công ty dược phẩm sữa Cocomi. Cái sữa này là có thể dành cho hai bé dùng được đúng không? Theo đúng rồi. Độ tuổi. Có nghĩa là sữa cho trẻ từ 0 sinh. Đến 12 tháng. Từ 0 đến 12 tháng tuổi. Nên là nhà của hai cháu thì cách trung tâm huyện là 12 km, đi về hướng theo tỉnh lộ 177 đúng không? Đó, tuyến đường đang được nâng cấp và sửa chữa. Hôm trước em ra thì lúc bấy là mẹ bé mới mất được 7 ngày. Gia đình đang làm đám ma. Bây giờ là cũng được gần tháng rồi. Gần một tháng rồi. Thì sự việc trôi qua cũng gần một tháng rồi. Bây giờ hai bé là sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mặt mẹ mình, cũng không bao giờ được thưởng thức những giọt sữa thơm ngon từ người mẹ. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc và đáng thương cho hai cậu nhóc Tú Tài nhỉ. Hai cháu tên là Tú Tài. Bây giờ là phải uống sữa ngoài, sữa bột. Và sữa này là sữa tình thương của tất cả mọi người dành cho. Để biết được cái hoàn cảnh này như thế nào thì mặc dù bây giờ đã 6 giờ chiều rồi, trời cũng đã bắt đầu tối, thì Tuấn Nung với lại em An, một cô gái hàng xóm ở sát vách nhà Tuấn Nung cũng làm thiện nguyện chia sẻ những cái hoàn cảnh trên Facebook của em ấy thôi. Đó, và cũng sẽ đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nung để biết rõ hơn hoàn cảnh của hai cháu Tú Tài. Thì bây giờ Tuấn Nung sẽ mời quý vị khán giả Tuấn Nung ra để thăm rõ hơn về hoàn cảnh gia đình hai cháu này.
Bây giờ anh em lên đường thôi nhỉ. Ok. Bây giờ thì Tuấn sẽ mời quý vị khán giả của Tuấn Nung đồng hành nhé. Tại vì là từ đây đi ra đó là 12 km, đường đi cũng rất là khó. Các bạn có thể nhìn thấy là trời bắt đầu đã tối rồi đó. Và tất cả các nhà đã đều lên đèn. Cái nhà hai cháu là thuộc xã Bản Luốc, một trong những xã có ruộng bậc thang rất là nổi tiếng luôn. Tuấn Nung với lại em An đã đến nhà của hai cháu rồi. Mặc dù trời rất tối các bạn ơi, và đường ở đây thì họ đang nâng cấp, do vậy khá là bụi. Đi đi vào nhà. Này, cái tóc của em rối hết rồi đúng không? Không, bình thường thôi. Ủa, con em chó này có vẻ như là rất là quen mọi người ấy nhỉ. Cũng chẳng thấy sủa một tiếng nào. Ôi dồi ôi. Chào em nhé, đây là bố của hai bé à? Vâng. Hôm nay chị đi cùng với lại anh Tuấn Đùng là hàng xóm nha chị. Hai bé chúng à? Bé đi vào đây. Bé gì nhỉ, quên mất rồi. Đâu? Tú Tài. Vương Anh Tú với Vương Anh Tài. Đây, thì nhà cũng làm rất là kiên cố, chắc chắn là bằng bê tông hết đây. Giống như kiểu là nhà sàn ấy nhỉ, mái giống như mái nhà sàn luôn này. Đúng rồi. Tất cả được làm bê tông hết. Đấy kìa. Em bé kia. Hai bé trai luôn hả? Hai cái nôi ở hai bên. Đã cứng cổ chưa? Được mấy tháng rồi? Được mấy tháng rồi em? Hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng rồi đấy. Hơn 4 tháng rồi. Em thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 26. 26. Đây là Tài hay Tú nhỉ? Tài. Nhỉ. Hai bé sinh đôi. Đây vẫn là Tài không? Vào chị bé sao này? Có bị nhầm bao giờ không? Có bị nhầm bao giờ? Không, nhìn cũng khác nhau một tí đấy. Cũng có nhầm ấy, nhưng mà rốn này nó khác hơn. Rốn này nó lồi hơn, nó lồi kia nó lại. Cái đầu cũng khác hơn một tí nhỉ. Bây giờ nó không khác mấy rồi. Giờ nó lại bền rồi. Hôm nọ hình như hôm nọ chị vẫn bé này thôi nhỉ? Vâng ạ. Không. Chú ơi, cho chú bé đi. Hay là... Kiểu không? Không đúng kiểu á? Không đúng kiểu á? Thế phải bé như này. À đây, chị đứng. Úi giời, đơn giản. Nào, đứng nào. Thế đứng nào. Đứng chơi với nhau nào. Tú hay Tài nhỉ? Đây đâu anh đâu nhỉ? Đấy, anh bên đấy. Em bên này. Cứng phết ở đây nhỉ? À nhỉ? Vợ là cũng là người Dao ở Bắc Mê à? Cháu uống được bao nhiêu sữa của các bác các cô rồi nên là cháu lớn rồi đấy nhỉ? Cháu lớn rồi đấy, nhưng mà em anh Tú có vẻ như to hơn một chút đúng không? Anh Tú nhỏ hơn. Nhỏ hơn á? Sao nhìn kiểu như là mập hơn một tí ấy? Xong ông anh nhỏ hơn bé hơn. Tài nó thằng em kiểu mập hơn nhưng mà con này nó vẫn xuống dưới. Đấy là cô nhá, vâng. Cô mới đi tuôn lúa về á? Vâng. Dạ. Bé cháu thì không tắm không được thì đúng rồi, không tắm là bé cháu là bị nhặn ấy. Tắm là nhặn đấy nhỉ. Con khóc lắm. Cháu tắm đấy. Đây là bà nội đúng không? Vâng ạ. Nha. Mà cái ca ngày đấy. Đâu anh nhỉ? Anh Tuấn này sang này lấy cái điện thoại chụp cho em kiểu ảnh. Ngày thì Tuấn Nung cũng được ra đến hoàn cảnh của hai cháu Tú Tài. Đó. Thì vợ của em trai này, em tên gì nhỉ? Tên Lành. Lành. Em Lành. Lấy vợ ở Bắc Mê, em thì là người người Dao. Người ta hay gọi là Mán ấy. Mán Bản Luốc. Chụp đi Tuấn. Chụp hình ngồi. Em đang chụp rồi. Sao này để em như vậy. Ok. Sao này để xếp sữa ra đây để chụp ảnh để gửi về dưới công ty để tiếp tục để xin cho có nhiều sữa không? Còn nhiều không? Còn 2 thùng nữa. 2 thùng nữa à? Nếu mà hai bé mà uống không hết mà sợ ấy thì nhà mình có thể san sẻ cho các bé khác cũng được. Nha, bởi vì là thực ra thì như hôm nọ chị đi cái trường hợp ở bên Đản Ván ấy thì là mẹ cũng có vấn đề về thần kinh ấy, cho nên là bỏ đi con được một bé trai,
nhưng mà cũng hoàn cảnh lắm, nhưng mà chị lại chưa xin được sữa cho, nên là hôm trước thì đây là công ty sữa người ta tài trợ cho hả? Ừ. Đây, anh Tuấn chụp, chụp gần gần đó nha. Này thì cũng lần đầu tiên anh đến đây thôi. Anh thì cũng chia sẻ hoàn cảnh. Kênh YouTube của anh là Tuấn Hùng Hà Giang chắc là em còn cũng được từng xem rồi cơ. Anh trước anh cũng đi quay một hoàn cảnh bắn luốc rồi. Cái nhà mà bị cái ao nước nó sập xuống đấy, hôm đấy anh còn đi live trực tiếp cơ. Thì hôm nọ anh cũng thấy em An em chia sẻ trên Facebook, thấy bảo gia đình em thì cũng có mỗi bà với em lấy một người vợ về, thì đẻ được hai cháu trai khôi ngô tuấn tú lắm, cũng trầm cảm sau sinh nên là vợ em là cũng quên sinh rồi đúng không? Bây giờ để lại cho em với lại hai cháu nhỏ. Còn về gia cảnh thì anh cũng hỏi thì thấy bảo nhà nước hỗ trợ cho Hạ Sơn là được 20 triệu à? Ừ. Làm cái nhà này hết bao nhiêu? Gần 200 triệu. Gần 200 triệu. Tại cái máu này nó sâu nó ở dưới, mất máu kẹt. Gần 200 triệu cái nhà này, thế mà được nhà nước hỗ trợ cho tổng thể là bao nhiêu? 20 triệu. 20 triệu thôi. Còn lại là em phải tự vay mượn. Cô uống sữa mấy lần cô? Hai lần. Như cái bé mà ở ở trên đàn bán cái nhà còn vất vả lắm, hôm chị đi đi bộ mấy cây số, xong rồi đường đi khó lắm, xong rồi ông bà lại già, nói chung là người mẹ đấy là bỏ đi mẹ là đấy bây giờ là để... bị ấy, mẹ đấy là bị kiểu như là bị trầm cảm, à không phải trầm cảm mà là bị có thần kinh về vấn đề thì ngủ với ai á, xong có con không biết. Ừ. Xong là đẻ xong thì đây này, nhà nghèo lắm, nhà nghèo lắm luôn ấy, chứ không phải như nhà mình đâu. Ừ. Cái đứa bé này nó cũng chậm chậm thôi, sắp được 3 tuổi rồi. Đấy gần đường đi lên đây này, đường đi lên là cực kỳ khó luôn. Còn vừa đi đấy, vất vả lắm nhà đấy. Nên là người mẹ đấy bỏ đi là chưa tìm thấy đâu nhỉ, bên xã người ta cũng tìm nhưng không có thấy. Thực ra thì cái công ty cổ phần dược phẩm này hôm trước là có biết đến hai hoàn cảnh của cháu Tú Tài ấy, thì có gửi cho các cháu là một thùng sữa là 24 lon, nhưng mà vì là chị cũng thấy là chị gọi điện cho em ấy thì em bảo là cũng có rất là nhiều các đoàn thể là gửi cho các cháu rồi ấy, thì chị cũng hỏi thăm hỏi qua cái ý kiến của chị ở dưới kia là hết bây giờ có mấy hoàn cảnh. Một hoàn cảnh thì là bố bé bị sét đánh chết ở ngoài Bắc Quang, với mấy hoàn cảnh của bé ở trên đàn ván đấy là mẹ bỏ đi ấy, thì vất vả khổ quá thì chưa xin được, thì thế nên là chị bà thế thì bớt ra để chia sẻ cho các bé ở đấy nữa. Thế nên là gọi là cái này thì yêu thương san sẻ đến tất cả mọi người, đúng không? Vì là Tú Tài thì là cũng được rất là nhiều người hỗ trợ rồi nên là vẫn còn sữa. Thế nên là chị ở dưới bảo thế. Thế xong rồi chị bảo là lúc nào hết thì các cháu hết thì lại xin tiếp. Thế nên là không phải lo vấn đề là sữa cho các con uống đâu nhỉ. Thì là các con hôm nào mà hết thì bác An lại xin ở dưới kia, thì xong rồi các bác ở dưới kia lại chuyển lên cho. Các bé bây giờ rất thiệt thòi vì không được bú sữa mẹ. Đúng rồi. Mà chỉ có thể uống sữa ngoài thôi. Giống như trước đây anh cũng chia sẻ một hoàn cảnh bé Thúy Xuân trên nhà A Tráng, thế cũng được các mạnh thường quân hỗ trợ tiền cho mua sữa uống từ lúc một tháng tuổi cho đến bây giờ luôn. Đấy. Có nghĩa 100% là chỉ uống sữa ngoài thôi. Nhưng mà anh lại hay mua cái sữa ở bên cửa hàng dược. Cái này cũng là sữa nhập khẩu. Sữa của công ty dược phẩm, cũng là công ty dược phẩm Á Châu. Có tem mà, có tem trên có dán tem kiểm định. Cái này là đăng ký chất lượng của Cục An toàn đúng rồi. Thực phẩm, Bộ Y tế rồi đấy. Đây là sữa ấy đấy. Nhà lắm bỏ giúp con muốn ăn thành phố này lắm tạm bê xe. Nè, lúc chưa... Càng ngày chưa tắm ạ. Ơ, chưa tắm á? Vâng. Thế tí để tắm hay không muộn đấy? Tắm như hai bé á? Thế nào tắm? Nhưng mà tắm sớm sớm một tí thì độ khoảng 6 giờ thì tắm cho con được rồi. Chứ đừng tắm muộn quá.
Vấn đề anh có nghe nói là tối thì em tranh thủ đi suối, đi cái lòng suối sông chảy này để bắt cá để bán à? Bắt à, bán, bắt ăn. Hôm nào bắt được nhiều gửi về chị nhé. Cái gì như cá, có cá dầm xanh không? Cá này chủ yếu là cá trắng. Cá sứt mũi, cá đó. À, không có con dầm xanh nha nhỉ? Dầm xanh ăn ngon lắm. Nó lại khó ăn ít. Khó bắt. Ừ. Cái dầm xanh đấy nó phải ở hình như ở suối Bản Nhùng hay Đàn Ván ấy. Đúng rồi, ở các cái suối Bản Nhùng, Đàn Ván, Thèn Phìn, Tà Chóng. Cá dầm xanh đấy ngon. Nước sạch, nước lạnh. Nước lạnh thì mới có dầm xanh được. Đấy. Con dầm xanh đấy ăn ngon lắm, chắc thịt lắm. Hai bé rất là đáng thương các bạn này. Mẹ thì quên sinh để lại hai cháu với lại người cha. Bây giờ em cũng chỉ có đi xuống sông chảy này bắt cá bán thôi đúng không? Có bắt được nhiều không? Chủ yếu là em sử dụng biện pháp là bắt cá. Thủ công thôi. Xuống suối mò tay. Lớn để đi vào huyện chơi nhà. Đi bắt đêm buổi tối mới đi á. Nha. Mùa này là lạnh đấy nhỉ. Đi vào đây cắt tóc nước cho là đẹp trai nha. Nha. Để vào ban cắt tóc cho đẹp trai nha. Năm lạ gì đấy, cân không thì vài con. Thế là có thức chỉ ăn gọi rồi. Là đủ ăn thôi nhỉ. Thế là có thức ăn rồi. Bây giờ em lớn thao mà ăn cá búa lành bắt nha. Cá suối bọn Bắc An là không có mà ăn nè. Nhờ, đừng có tưởng. Cá Swiss là cá sạch đấy. Cái nhà này là được hỗ trợ làm 20 triệu, còn lại là em vay mượn hay em tự có tiền làm? Vay mượn. Làm nhưng mà làm theo kiểu như thế này thì nó cũng bé bé nhỉ. Nó hẹp, mặc dù là nhìn bê tông cốt thép hoàn toàn luôn nhưng trong nhà có rất nhiều cột. Cứ phải hỏi chuyện thế này á. Thế là cái nhà này là chỉ có ba bố con à hay là cả bà nội sống cùng? Bà nội, ông nội. Cả ông nữa. Bà vẫn còn trẻ thôi nhỉ. Bà vẫn còn trẻ thôi. Đi đổi công à? Ông đổi công à? Thời điểm này đang là mùa gặt lúa nên là gần như là ai cũng phải đi đổi công các bạn ạ. Không đổi công thì cũng phải đi trả công. Vì khi mình gặt người ta đến giúp mình. Còn lúc người ta gặt mà mình không đi giúp người ta là đến lúc nhà mình gặt là không ai đến giúp mình đâu. Ở khu bản lốt này thì họ thả cá chép ruộng nhiều em nhỉ? Em có quen ai mà thả nhiều cá chép ruộng không? Anh cần lấy mấy cân? Khoảng 5 cân đến 10 một yến. Nhưng mà phải là chép chuẩn chép mình cơ. Chép ruộng của mình. Chép lai anh không thích? Chép lai thì khó lắm. Trên này nói chung không bao giờ thả được chép lai. Năm nay đắt đấy, năm nay kia có một nhà cũng có, chắc có một ít thôi mà ông đấy thì em hỏi cho bán đắt một tí. Thì giá này thì 100 cân nhất 101 thôi, cũng đấy thì mình lấy 100. Năm trước là 120 một cân. Năm nay là 130, 140, ông đấy thì năm nay thì lên đến 150 một kg cá chép ruộng. Năm nay thì tăng nhất 120. Người ta bán như thế thì riêng là có ông đấy thì đắt. Vâng. Thế hôm nào của nhà chị nhớ dành cho em mấy cân ấy. Thế nào? Nhỉ? Để em... Nhưng mà cứ chấp chuẩn nếu là không, được. Không được thì gửi xe và chị em có đầy người đi qua đây xong em gửi tiền. Em nhờ người ta trả tiền cho. Bởi vì nhà này thì ruộng cho bé một tí. Vâng. Lúc kia mơ thì nó to, nó cuốn hết. Có cả phần năm ngoái thì có cái lời bằng này hay là bằng này thì thả mới được mấy cơm và mấy con thôi. Gia đình mình ăn cơm nhá. Ăn rồi. Ăn rồi ạ. Bà đổi công ăn. Ăn nhà người ta luôn đúng không? Đi đổi công là mình ăn cơm nhà người ta luôn. Đến lúc mình hoàn cảnh hai bé tụt tài, hai bé trai rất là khó khỉnh các bạn ạ. Và khi được em ăn chia sẻ thì cũng được công ty sữa cũng như là nhiều mạnh thường quân người ta quan tâm và người ta cũng đã hỗ trợ cho gia đình hai cháu được sữa, được bỉm, được quần áo trẻ sơ sinh. Hai bé bây giờ được 3-4 tháng rồi đấy nhỉ.
sẽ cứng cáp dần. Rất là vất vả khi những đứa trẻ sinh ra. Người mẹ cũng áp lực cuộc sống. Có lẽ là cũng trầm cảm sau sinh nữa nên là dẫn đến suy nghĩ không thông mà quên sinh mất. Để lại hai cháu nhỏ cũng rất là đáng thương. Cái thời điểm trước đây thì Tuấn Hùng cũng rất là bận và còn phải lo những cái công việc chính của mình cho các cái hoàn cảnh đang xây dựng nhà và chia sẻ. Nên là cái thời điểm mà khi mẹ của các bé vừa mới mất, lúc em An ra chia sẻ Tuấn Hùng cũng không thể di chuyển đi được. Hôm vừa rồi đi lên đàn ván, em An cũng đi quay lại một thước phim Tuấn Hùng muốn chia sẻ. Vì hôm đó là Tuấn dự kiến là đi nhưng hôm đó là Tuấn lại bận cái công việc nên là không thể di chuyển cùng em An lên thăm hoàn cảnh của cháu ở trên đàn ván được. Cháu đấy, cháu trai, cháu gái em? Cháu trai. Cháu cũng là cháu trai. Cháu trai sắp đến hôm nay là được 3 tháng rồi. Được 3 tháng. Đó, người mẹ bé cũng người mẹ cũng có vấn đề về thần kinh, về tâm thần nên là khi bỏ chồng về lấy theo một đứa con về và ở tại nhà ngoại cùng với lại bố mẹ, ông bà thì cũng bị thiểm năng trí tuệ, không được minh mẫn, làm cái gì cũng chậm chạp. Gia đình rất là nghèo khó, trong khi đó là người con gái đó cũng đi không biết là bố của đứa trẻ đó là ai luôn. Đó, và khi mà sinh cháu ra được có 35 ngày là cũng bỏ đi biệt tích, đến bây giờ có tìm thấy đâu. Đấy. Hoàn cảnh nhà cháu đấy thì ở tít trên núi, khá là cao. Nói chung là các bé khi mà được sinh ra, được hữu duyên với cái cuộc sống này mà lại mất đi người mẹ, người cha hoặc là cả cha, cả mẹ thì sẽ rất là khổ. Chủ yếu là sử dụng sữa ngoài để lớn cũng như sự chăm sóc từ người nhà thôi. Đẹp không? Quá đẹp nhỉ? Cắt một tiếng nào nhỉ? Nhà tớ nào ảnh cũng cục cắt một tiếng nào. Sướng nhỉ? Sướng nhỉ? Chào nhà Hoàn đấy nhỉ? Sao bỉm tha hồ đóng đúng không? Cái bé ở đàn phán kia còn bây không có bỉm đóng này. Không, em? Xong rồi... hai đứa con có thiếu thốn gì không? Xong rồi bà còn chưa bao giờ có đủ bỉm để dùng luôn ấy. Hướng dẫn sử dụng còn không biết dùng ấy. Bà kiểu cũng có tuổi rồi, năm nay 60 mấy tuổi rồi. Xong rồi kiểu cũng không được nhanh nhẹn lắm ấy. Khổ lắm nhà bé đấy ấy. Ui mà đi á, vâng. Tận trên thôn Thượng 2 xã Đản Ván là tận trên đỉnh đồi ấy. Đi từ đường ở xã lên là 5 cây đường bé xíu đi, toàn đi bộ bên kia. Thời điểm mà mẹ của hai cháu này mới sinh. Mà cái thời điểm mà vợ em ấy. Đó, nghĩ quẩn đó thì lúc đó em vẫn ở nhà hay là em đi làm? Lúc đấy thì em mới đi làm dân công ở thôn ấy, về. Về thì em lại có hai đứa này, một đứa bế một đứa. Nên nó thế đi tắm rửa gội đầu đi thôi. Thì lúc đấy thì em lại... Tắm rửa đàng hoàng, gội đầu xong là mới đi. Vâng. Là cũng nắng rồi, không suy nghĩ đến là nghĩ đến là lại đến cái cảnh đấy. Ở nhà thế là vợ đi tắm rửa thì mình cứ với con nó không khóc. Hôm đấy thì nó đang nhíu. Ở đây thờ lại không có thờ ảnh à? Không, bàn thờ của người Dao chủ yếu là những cái câu đối, được dán những cái câu đối bằng cái giấy đỏ. Nhà cửa thì đến thời điểm này cũng được cứng hóa hết rồi, lập mà pro. Nhà xây rất là đẹp luôn, giống thiết kế của nhà sàn, cột cũng rất là to, bê tông cốt thép. Em ấy cũng vay mượn và được nhà nước hỗ trợ 20 triệu tiền hạ sơn, tức là ở trên núi được nhà nước hỗ trợ cho để chuyển xuống cái vùng thấp gần đường để thay đổi cái cuộc sống. Thôi đi, sau này anh em mình về đi, về để em còn lấy không hân nhà một mình. Hôm nay thì bọn anh cũng ra đây chơi thôi, anh đi đồng hành cùng thôi, ra để anh biết thêm cái hoàn cảnh gà trống nuôi con. Bây giờ thì em đúng là gà trống nuôi con thì cố gắng thôi. Nói chung là được em An chia sẻ qua trang Facebook của em cũng được hỗ trợ khá là nhiều sữa. Cái này nếu mà bìm, cũng như sữa là này hai bé uống chắc tháng là hết rồi nhỉ? Hết rồi không? Đúng này á? Ừ.
Không đến á? Thế thì nhỏ này là 400 gram. Ừ, cái sữa này cũng tốt đấy, ngày mai bắt đầu đổi cho con trẻ... uống sữa này đi đã. Trẻ con nó uống sữa cũng cho nhiều lắm, có phải là có phải ăn 3 bữa một ngày như người lớn mình đâu, đúng không? Sáng chiều tối đâu. Cái này sáng trưa chiều đâu, nhưng mà cũng pha như là sữa kia. Nhá. Sữa này thì phải pha liên tục khi nào con uống không được hết là gì? Nó lại đúng rồi. Hết thời gian mình lại không thể là pha vừa thôi. Nói chung là mình pha vừa đủ cho các con dùng thôi em ạ. Ngủ ấy, ngủ lâu lâu thì cũng nên uống rồi. Nhiều lúc thì mình pha nó tầm tầm thì đến lúc đấy không nó lại ăn không đủ. Mình pha nhiều quá nó lại đến lúc đấy nó lại không ăn, nó rất là khó đấy. Bởi vì nói chung là nó cũng đoán ấy. Được. Thì pha rồi còn nhìn nào. Pha chưa rồi. Là nhiều khi vẫn chưa phải nên uống rồi lại. Thế ngày mai thì đổi cho các con uống sữa này trước. Vâng. Sang ngày lại hôm nào lại quay lại uống S88. Để xem mà từ hôm nào đến giờ một tháng là lớn được có cân không? Cân thử không? Có chứ. Bây giờ chắc là cũng cũng phải được mấy cân rồi mấy? Đây 6 cân. 6 cân. À? Bây giờ chắc phải 8 cân, 9 cân rồi á. 6. Chưa. Hơn 6 cân. Chắc lắm. Chắc mà cứng. Các cháu là rất là khỏe mạnh. Bây giờ các con có sức khỏe, khỏe mạnh, ăn uống được là ok rồi. Còn lành thì vẫn tiếp tục cái cuộc sống hàng ngày với cái công việc đồng áng. Nếu các cháu lớn thì có thể là em tiếp tục đi làm công ty, đi làm cái công việc khác để kiếm tiền. Nhưng bây giờ hai cháu nhỏ như vậy, ông bà thì có cuộc sống riêng, có cái công việc riêng nên là không thể ngày ngày chăm cho hai cháu được. Còn đối với em lành thì buổi tối tranh thủ sẽ xuống dưới lòng sông chảy, vì sông chảy ở ngay phía đằng sau nhà, ở đây có thể nghe thấy tiếng suối các bạn ơi. Ở đây thì mọi người cứ gọi là suối to nhưng mà thực tế đây là đầu nguồn sông chảy và có những cá sông, cá suối tự nhiên nên là em cũng đi tranh thủ đi bắt về và bán kiếm thêm cái đồng trang trải cho cuộc sống. Hôm nay thì Tuấn Hùng cũng mời quý vị khán giả Tuấn Hùng đồng hành cùng em An, cô hàng xóm ra thăm một hoàn cảnh. Hai cháu, cháu Tú Tài, đó, mới được 3 tháng tuổi. Mẹ các cháu thì vừa mới qua đời được một tháng thôi, để lại người cha cảnh gà trống nuôi con. Tuấn Hùng đến cũng chia sẻ lên kênh video, chia sẻ video lên kênh YouTube của mình để mọi người có thể thấy được một cái góc nào đó. Cuộc sống xã hội vẫn còn nhiều cái hoàn cảnh, đây là do cuộc sống đem lại, chứ không phải là không phải là một cái gì đó mà mình sắp đặt trước, mà đây là do ông trời sắp đặt trước số phận của mỗi con người. Bây giờ cũng khá là muộn rồi, Tuấn Hùng với em An phải di chuyển đi về vì còn cái công việc gia đình, cơm nước cho con cái nữa. Bye bye. Vậy cũng không có thời gian ở đây chơi lâu được. Nấu cơm chị Hân ăn đây, chị Hân kêu đói rồi. Thôi chào cô nhé, chào em nhé. Ừ. Hôm nay thì cũng cùng em An đến để cắt sữa đi, sang ngày mai pha cho con nhé. Đến để lấy sữa đến cho hai bé Tú Tài, mong hai bé trộm vía ăn, mau ăn chóng lớn. Mai này lớn lên khôi ngô tuấn tú đính đặc hơn người. Đi thôi nhỉ. Ừ. Thôi Tuấn Hùng di chuyển đi về đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả hôm nay đã cùng Tuấn Hùng đồng hành ngắn trong một đoạn video chia sẻ cảnh em lành gà trống nuôi con. Nuôi hai cháu nhỏ, người mẹ thì quên sinh, tự treo các bạn. Cách nhà có 100 mét thôi phải không em? 100 mét. Trước khi đi em ấy cũng tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mà chồng cũng không hiểu vì sao. Để sau này mới biết được cái cơ sự nó lại ra nông nỗi như vậy. Thôi anh đi về đây, cháu đi về cô. Chị về nhá. Cảm ơn nhá. Em về đây. Vâng. Trời rất là tối. Bye bye Tú Tài nhá. Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Đi về thôi, tối quá rồi.